Thưa quý vị và các bạn, tròn 70 năm về trước, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Đây không chỉ là thời khắc lịch sử tràn đầy cảm xúc của người dân thủ đô, mà còn là ngày hội lớn của nhân dân cả nước, đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triển mới. Trải qua bao thăng trầm, Hà Nội ngày nay đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu đáng tự hào, xứng đáng vai trò là thủ đô, trung tâm lớn về hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Ông Toàn là một người con của quê hương Hưng Yên, nhưng đã có hơn 40 năm sinh sống, gắn bó tại thủ đô Hà Nội. Những ngày mùa thu tháng 10 này, ông Toàn như xốn sang hơn bởi bước chân ra phố là thấy rực rỡ cờ hoa và náo nức không khí chào đón kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954 lịch sử. Hòa chung không khí chung của ngày lễ hội thì thấy phấn khởi vì mình cũng đã đóng góp một phần vào cái công sức để giải phóng thủ đô trở về nước, và đến nay thì thấy đất nước càng ngày càng đàng hoàng, càng to đẹp. Sinh ra tại vùng quê xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, nhưng phần lớn thời gian học tập, công tác và trưởng thành ở Hà Nội, nhà thơ, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát cảm thấy may mắn vì mình có hai quê hương mà quê nào cũng đẹp, giàu truyền thống văn hiến. Hà Nội có Hồ Gươm rất đẹp, thì Vô Hiến có Hồ Bán Nguyệt cũng rất đẹp. Thế và Hà Nội có Văn Miếu, thì Hưng Yên cũng có Văn Miếu, rất cổ kính. Và cái nữa là sông Hồng chảy qua Hà Nội thì cũng chảy qua Hưng Yên. Những cái ảnh hưởng của Hà Nội, của đất kinh kỳ đối với Hưng Yên nhiều. Nhân 70 năm đấy là một ngày lễ trọng, thì thủ đô bây giờ khác trước rất nhiều. Về diện tích cũng mở mang, rồi về nhà cao tầng thì hơn khác hẳn, nhưng mà chúng vẫn bảo tồn được cái khu phố cổ, rồi khu phố của người Pháp và cả cái khu phố mới. Thì nói chung là thủ đô càng ngày càng đẹp lên rất là nhiều. Cũng giống như bà Ngát hay ông Toàn, không ít người con quê hương Hưng Yên đã và đang lập nghiệp tại Hà Nội. Ai ai cũng đều nỗ lực để không chỉ đạt được thành tựu cho bản thân mình, mà còn đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của thủ đô ngàn năm văn hiến anh hùng. Những ngày mùa thu tháng 10 năm nay, nhiều câu chuyện lịch sử của Hà Nội được tái hiện lại, đặc biệt quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, có chuỗi các mô hình, công trình biểu tượng đưa người dân và du khách trở về với ký ức đẹp hào hùng của 70 năm về trước. Với những chứng nhân lịch sử như cầu Long Biên, cột cờ Hà Nội, chợ Đồng Xuân, với năm cửa ô nơi Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội trùng trùng tiến về tiếp quản, sự hồi sinh và phát triển vượt bậc của Hà Nội 70 năm qua càng khiến người dân cả nước thêm tự hào, yêu mến, hạnh tiện. Hà Nội hôm nay có diện mạo tươi đẹp, hiện đại, sánh vai với các thủ đô lớn trên thế giới, nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa lịch sử trường tồn của đất Thăng Long.